Từ rất lâu rồi đó các bạn, tôi luôn mơ ước một cái cuộc sống mà ngày nào cũng có ít nhất là một niềm vui xảy tới với mình. À, dĩ nhiên là cái niềm vui này phải là cái niềm vui thiệt, niềm vui sâu sắc và niềm vui hàm ý hạnh phúc. Tức là niềm vui chính hiệu 100% chứ không phải là niềm vui pha ke. Ha, tôi thèm một cuộc sống kiểu như vậy lắm các bạn. Và tôi tin nhiều người trong các bạn cũng có cái kiểu thèm như tôi, đúng không? Có ai muốn sinh ra trên đời này để khổ sở, để chịu đựng đâu? Ai cũng muốn niềm vui, cũng muốn hạnh phúc hết, chắc chắn luôn. Và vì cái ước mơ đó đó các bạn, bản thân tôi rất là cố gắng để có thể tìm hiểu, rồi tôi rút kinh nghiệm, tôi trải nghiệm, tôi ráng, nói chung là hầm bà lằng hết. Và sau một cái quá trình trải nghiệm đó các bạn, cuối cùng hết, tôi nghĩ rằng bản thân mình có một cái thành tựu nho nhỏ và cái thành tựu này tôi rất muốn chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn. Đến cái giai đoạn này của cuộc đời đó các bạn, tôi có thể khẳng định và xác nhận một cái điều như thế này. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra được niềm vui mỗi ngày nếu các bạn muốn. Khẳng định luôn, niềm vui ngắn hay là niềm vui dài thì còn tùy, nhưng chắc chắn một điều, ngày nào cũng sẽ có niềm vui. Chắc chắn luôn. Và các bạn xem cái bài này thật là kỹ đi, tôi sẽ chứng minh hết cho các bạn thấy. Vậy thì cái cách đó là cách gì ha? Thôi, bây giờ mình vô liền ha. Đây sẽ là 5 cách để bạn có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. Rồi, hello các bạn. Đây là cái cách đầu tiên để có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày. À, và cái kiểu niềm vui, cái kiểu hạnh phúc của cái cách số 1 này phải gọi là nó rất dài. Nó rất dai luôn á. Nhiều khi vui cả ngày luôn đó các bạn. Nên phải đưa lên đầu làng vậy. Vậy thì cái tên của cái cách số 1 này là cái gì đấy? Đó là ba chữ ngủ mở mắt. Xỉu luôn. Tôi biết nhiều người trong các bạn đang nghĩ gì. Gì vậy cha nội? Cái gì vậy? Ngủ mở mắt mà vui hả? Nhảm. Đó, tôi biết nhiều người nghĩ vậy lắm. Nhưng chỗ này là chỗ nghiêm túc nha. Tôi khẳng định với các bạn và tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy ngủ mở mắt có thể làm các bạn hạnh phúc cả ngày luôn. Để tôi giải thích. Bây giờ ở trên màn hình á, tôi show ra và tôi cho các bạn xem một cái biểu đồ. Các bạn biết cái biểu đồ này là gì không? Đây là cái biểu đồ ngủ của tôi đó. Ha, biểu đồ ngủ đó. Và nếu bạn có một cái sự am hiểu nhẹ nhẹ về khoa học giấc ngủ, bạn sẽ biết rằng cái biểu đồ ngủ như thế này là một cái biểu đồ ngủ rất tốt cho sức khỏe. Tại vì sao? Các bạn nhìn vô cái ô REM coi. REM là gì? Là Rapid Eye Movement. Là giấc ngủ mà mắt mình chuyển động. Tôi ngủ được 2 giờ 7 phút. Bạn biết giấc ngủ REM này là cái giấc ngủ nó giúp ích được gì không? Nó có nhiều cái công dụng lắm, nhưng một trong những công dụng tuyệt vời nhất là nó giúp cho đầu óc của các bạn minh mẫn. Nó giúp cho bạn tư duy tốt. Nó giúp cho các bạn sắp xếp lại những kiến thức trong đầu. Bạn ngủ đủ và nhiều cái giấc ngủ REM, bạn sẽ có cái đầu rất tuyệt vời. Nhưng chưa hết, còn một cái giấc ngủ khác là giấc ngủ deep, tức là giấc ngủ sâu. Ở cái cột cuối cùng đó thấy không? Tôi ngủ được 1 giờ 37 phút trong tổng một đêm. Cái giấc ngủ sâu này là một trong những thành tố rất quan trọng, làm cho cả cơ thể của các bạn được nghỉ ngơi và hồi phục. À, được nghỉ ngơi và hồi phục. Và nói như thế để các bạn hiểu, nếu bạn có một cái giấc ngủ theo một cái biểu đồ như thế này, nhiều khả năng buổi sáng ngủ dậy, bạn sẽ cảm thấy rất chi là khỏe khoắn và sảng khoái. Và tự nhiên bạn cảm thấy rất vui. Mà không chỉ vui buổi sáng, nó vui cả ngày luôn á. Vì bạn có sức khỏe. À, các bạn có nhận ra được cái điều gì không? Ngủ ngon thì ngày hôm sau thức dậy, vui sống rất là tuyệt vời. Vậy câu hỏi đặt ra, làm sao để có thể ngủ và có thể đạt được một cái biểu đồ như thế này? À, ăn tiền là chỗ đó. Và đây là lúc mà cái kiểu ngủ mở mắt, cái kiểu ngủ mở mắt nó sinh ra. Thật ra ngủ mở mắt là một cái tên thôi các bạn, một cái tên do tôi tự chế ra. Bên cạnh cái tên đó thì tôi còn một cái tên khác. Cái tên này cũng vui lắm. Đó là phương pháp ngủ giúp xóa bỏ áp lực. Ha. Và đừng có lo, bây giờ tôi sẽ giải thích cho các bạn nghe. Khi mới đi ngủ, thường là chúng ta đâu có buồn ngủ liền đâu, đúng không các bạn? Đâu có buồn ngủ liền đâu. Thì tôi cũng vậy thôi. Ít khi nào mà tôi buồn ngủ liền lắm. Thành ra cái lúc mới ngủ đó các bạn, tôi cứ nằm đó, tôi tắt đèn, nhưng tôi không có nhắm mắt lại. Tại vì nhắm cũng đâu có ngủ liền được đâu. Tôi mở mắt ra, tôi không nhắm lại. Ha. Và các bạn biết cái hành động không nhắm mắt lại từ cái lúc bắt đầu đi ngủ này nó có ý nghĩa gì không? Nó có ý nghĩa đó. Tôi không nhắm mắt lại nghĩa là tôi không ép mình phải ngủ. Mà tôi không ép mình phải ngủ có nghĩa là tôi không có áp lực phải đi ngủ. Tôi không có bị nặng nề. Vậy là trong người tôi bắt đầu có một chút thoải mái rồi đó. Các bạn thấy đúng không? Mình không ép thì mình sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng chưa hết.
Đó chỉ mới là bước 1 thôi. Còn bước số 2 là gì? Bước số 2 tôi bật âm thanh lên tôi nghe. À, âm thanh mà tôi nghe thường là sách nói về những cái chủ đề giống như là bình an, hạnh phúc, an nhiên, đại khái như vậy. Tại vì tối rồi mà, tối rồi nghe mấy cái bình yên thôi. Chứ mà nghe mấy cái mà giật gân quá sao ngủ được, đúng không? Đấy, đó là đối với tôi thôi. Còn đối với những bạn nào mà có tôn giáo chẳng hạn, thì các bạn có thể nghe những cái bài thuyết pháp. Nói chung là tùy các bạn thôi. Cái gì bình an và thư giãn thì các bạn cứ nghe. Và nhớ nha, khi mà nghe thì vẫn mở mắt ra nghe. Tập trung vào cái nội dung audio đang nghe. Và đừng làm cái việc gì khác nữa. Mở mắt tập trung nghe thôi. Đừng có cầm cái máy tính bảng, vừa nghe vừa bấm thì ngủ không được đâu. No, chỉ nghe thôi. Mở mắt và tập trung nghe thế thôi. Ha. Và tôi biết nhiều người đang suy nghĩ, theo cái logic thông thường á, thì mở mắt kiểu như thế, chắc là sẽ tỉnh luôn. Tỉnh luôn tới sáng ngủ không được, đúng không? No, no. Với tôi, một người trải qua, đang áp dụng cái cách này mỗi ngày á, thì cái kết quả nó hoàn toàn ngược lại. Thưa quý vị và các bạn, phải gọi là buồn ngủ rất là nhanh luôn đó các bạn. Buồn ngủ nhanh cực kỳ luôn, và một khi đã ngủ thì ngủ cực kỳ ngon. Cái sơ đồ các bạn thấy đó, đúng không? Và thực ra cái phương pháp này á, gọi cái tên là ngủ mở mắt cho vui vậy thôi, nhưng thiệt ra khoa học đã chứng minh hết rồi các bạn, giải thích hết rồi. Cái đồng hồ sinh học của chúng ta đó quy định rất là rõ ràng, buổi tối là giờ đi ngủ và tối đến thì cơ thể mình sẽ tự động buồn ngủ. Đó là điều chắc chắn. Và mấu chốt ở cái chỗ này là gì? Bạn phải đặt bản thân mình vào một cái trạng thái hoàn toàn thư giãn, không có áp lực và yên bình thì chắc chắn bạn sẽ ngủ được. Chắc chắn luôn. Và như các bạn đã thấy ở trong cái phương pháp này rồi đó, mở mắt là một cách xóa căng thẳng và nghe cái audio bình yên là một cái cách đưa những điều bình an vào đầu của các bạn. Thế thì ngủ ngon thôi, đúng không? Đó, một cái thủ thuật rất đơn giản giúp cho chúng ta ngủ sâu hơn, ngon hơn. Cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta tuyệt vời hơn và sáng dậy chúng ta khỏe khoắn, thoải mái, tự nhiên yêu đời và nhiều khi là vui cả ngày đó. Nha, giấc ngủ quan trọng lắm. Đương nhiên ở đây tôi sẽ bổ sung thêm chút xíu ha. Cái bổ sung thứ nhất, khi các bạn mở cái điện thoại và bật cái audio bình yên, bình an gì đó để nghe đó, thì nhớ hẹn giờ ha. Bản thân tôi thường thường hẹn giờ 30 phút, là sau 30 phút đó nó sẽ tắt cái audio đó. Thường thường ít khi nào tôi nghe hết 30 phút lắm. Tôi nghe, tôi mở mắt ra tôi nghe chút xíu tôi ngủ, đời nào cũng hay. Thiệt. Và đó là cái lưu ý thứ nhất ha. Cái lưu ý thứ hai đó là phương pháp này áp dụng cho những người không hài lòng về giấc ngủ hiện tại của mình. Ha, nếu bạn cảm thấy ngủ mà bạn thấy chưa đã, chưa ngon thì bạn có thể áp dụng phương pháp này. Còn nếu bạn ngon rồi thì bạn áp dụng chi? Bạn cứ giữ phương pháp cũ của bạn nha. Và cái thứ ba, đây là một cái về kỹ thuật khi mình sử dụng YouTube thôi. Đó là gì? Vì cái bài này có tới 5 cái kiến thức cần nhớ mà cái nào cũng đều là kinh nghiệm thực tế, cũng đều là cái sự cố gắng chắt lọc và trải nghiệm của tôi rất nhiều năm. Nên rất có thể cái nội dung của cái bài này bạn sẽ không có nhớ hết được, đúng không? Và rất nhiều người cũng đã từng hỏi tôi về cái việc tìm lại những cái video mà mình xem, mình thích, rồi sau đó mình quên, mình không biết nó đâu. Thì tìm ở đâu ha? Thì ở đây sẽ có một cách. Ở dưới cái video này á, bạn sẽ thấy có hai nút, đó là nút lưu và nút download, nút tải xuống. Bạn bấm một trong hai nút, hay là các bạn bấm cả hai nút cũng được, thì YouTube nó sẽ giúp các bạn lưu lại cái video này để những lần sau các bạn có thể tìm lại và xem. Ok ha, rồi bây giờ mình qua tới cách thứ hai. Rồi, đây là cách thứ hai để có thể tạo ra niềm vui và hạnh phúc mỗi ngày, và đặc biệt là từ mối quan hệ. Đó là cái gì? Hãy biết sử dụng hiệu ứng Benjamin Franklin. À, Benjamin Franklin là một người rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì ông đúc kết ra một cái quy tắc để làm cho cái đời sống xã hội, cái mối quan hệ, cái kết giao, cái thân tình của con người với con người á, trở nên dễ dàng và vui vẻ. À, ai mà không biết ông này thì cứ lấy tờ 100 đô ra, nhìn cái tấm hình trên cái tờ đó thì ổng đó ha. Thì tôi nghĩ là bạn cũng sẽ đồng tình với tôi thôi. Một trong những cái lý do tạo ra hạnh phúc đối với bạn và tôi, nó đến từ những cái mối quan hệ xung quanh, đúng không? Bạn bè mà tương tác với nhau thoải mái, vui vẻ, thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta rất hạnh phúc. Và cái hiệu ứng này sẽ giúp cho cái việc kết giao, kết thân giữa chúng ta với những người xung quanh trở nên rất dễ dàng. Chúng ta sẽ không cảm thấy lạc lõng trong cuộc sống này. Và thậm chí bạn đi tới một cái môi trường mới, bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, không có trải qua cái cảm giác giống như là cứng họng và tự mình cô lập mình, mình không có thể nào nói chuyện được với người này người kia. Thì cái hiệu ứng này sẽ giúp các bạn xóa bỏ được những cái sự cô đơn lạc lõng đó và làm cho cái vòng tròn quan hệ xã hội của các bạn rất là vui, rất là hạnh phúc.
Vậy đây, nội dung của hiệu ứng Benjamin Franklin là cái gì? Người đã từng giúp bạn một lần thì sẽ sẵn lòng hơn trong cái việc giúp bạn thêm lần nữa hơn là cái người mà bạn đã từng giúp. Cái này thực ra là cái bản dịch tương đối của tôi thôi nha, để sử dụng cái ngôn ngữ gần gũi và dễ hiểu cho các bạn. Còn cái ngôn ngữ của Benjamin Franklin đó, là cái ngôn ngữ được viết cách đây rất lâu rồi, nên dịch ra sát nghĩa có thể làm các bạn khó hiểu nha. Nên các bạn hiểu đây là cái bản tạm dịch. Vậy thì người giúp mình một lần sẽ sẵn lòng giúp mình thêm lần nữa hơn là cái người mà mình đã giúp. Thì mình đúc rút ra một cái cách hòa nhập và tham gia xã hội rất là tuyệt vời. Đó là bạn muốn kết bạn với người nào thì hãy nhờ họ một cái việc gì đó nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, và đừng nhờ thường xuyên quá. Đừng tới mức làm phiền thì bạn rất có khả năng sẽ kết giao được với họ vì nhiều lý do các bạn. Từ từ tôi sẽ lấy ví dụ trực tiếp, các bạn yên tâm. Bây giờ để tôi giải thích trước cho các bạn hiểu. Tại sao cái việc nhờ người khác giúp mình những cái vấn đề nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ, đơn giản là một cái cách rất tuyệt vời để kết bạn. Bạn nhờ người ta một cái điều dễ với họ, đúng không? Quá dễ với họ, thường họ sẽ đáp lại với mình rất nhanh. Thứ nhất, ai cũng muốn làm điều tốt cả. Và cái điều tốt này lại quá dễ với năng lực của mình và không phiền phức, thì đại đa số mọi người đều muốn làm để giúp. Ha. Nhưng còn một cái lý do thứ hai còn quan trọng hơn. Đó là khi mà họ đã giúp bạn rồi, thì giả sử họ có cái cần để nhờ bạn, thì họ cũng không còn ngại nữa. À, thế là bây giờ tương tác nó hai chiều luôn các bạn. Bạn đã nhờ họ và giả sử nếu họ cần họ sẽ sẵn lòng nhờ lại bạn. Tức là bây giờ cái sự ngại ngùng, ái ngại ban đầu từ những người không quen nó mất đi hết. Cánh cửa của sự xa lạ hoàn toàn bị phá vỡ. Và thế là một mối quan hệ được thiết lập một cách dễ dàng chỉ nhờ vào một lời yêu cầu giúp đỡ đơn giản. Thành ra cái hiệu ứng Benjamin Franklin rất là tuyệt vời luôn. Các bạn đọc nhiều sách tâm lý học, các bạn sẽ thấy cái hiệu ứng này rất là nhiều. Và nếu chúng ta để ý chút xíu thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng vào cuộc sống này để chúng ta dễ kết bạn hơn. Để chúng ta không cảm thấy mình bị bỏ rơi trong cuộc sống này. Đó, và đó có phải là những cái làm mình hạnh phúc không? Đúng không? Bị cô lập là một sự bất hạnh. Thì làm chủ được mối quan hệ và dễ dàng kết bạn với người khác nếu bạn muốn, lại là một cái nhân tố có thể tạo nên hạnh phúc. À, đó là phần giải thích. Bây giờ tôi sẽ lấy ví dụ cho các bạn hiểu, đảm bảo các bạn hiểu liền luôn. Giờ vô phần ví dụ ha. Nãy giải thích rồi, giờ vô phần ví dụ. Thí dụ bạn đi làm ngày đầu đi, vô một cái công ty mới rất là ngại nha. Tôi biết nhiều người đi làm chỗ mới hoặc là tiếp xúc với chỗ mới là như một bức tượng vậy. Vậy là không được nha. Mình phải xài cái hiệu ứng Benjamin Franklin. Đó là gì? Mình kiếm cái gì dễ dễ và nhờ người ta. Bạn có thể đến cái nơi làm việc ngày đầu tiên bạn làm á, bạn đến, bạn quan sát, bạn kiếm cái bạn nhờ cũng được. Hoặc bạn cũng có thể chuẩn bị ở nhà những cái mà bạn nghĩ rằng sẽ dễ dàng để nhờ. À, mà tôi nghĩ là nên nghĩ trước ở nhà đi. Suy nghĩ cái mình sẽ nhờ trước ở nhà cho nó dễ, đúng không? Ví dụ vô ngồi kế một cái anh lạ quân lạ quắc, mặt anh lạnh như gì, nhưng mà mình muốn kết thân với anh, thì mình nói gì? Mình có thể nhờ, anh ơi, cho em cắm nhờ cái ổ cắm cái nha. À, đó, hợp lý. Đó, cái anh nói, ừ em cắm đi, cái dạ em cảm ơn anh. À, đó. Đó là một cái sự kết giao đó. Mình mồi để tương tác các bạn. Và nhiều khi mình hên á, mình sẽ được người ta hỏi lại. Thế thì cái việc thiết lập mối quan hệ, cái việc giao tiếp nó còn dễ hơn nữa. Có thể người đó sẽ hỏi, ồ em mới làm đây hả? Thí dụ vậy. Thì bạn nói dạ. Cứ thế nói qua nói lại. Anh làm đây lâu chưa? Đó. Thế là mình thiết lập mối quan hệ. Và nó bắt đầu bằng gì? Bằng một cái sự nhờ vả nhỏ xíu. Nhưng đó là cái chiêu các bạn. Đó là cái chiêu để mình dễ dàng kết bạn. Ha. Hoặc là bạn làm việc sổ sách. Bạn đang làm việc thiệt. Cũng là cái nơi mới, thì bạn có thể hú cái bà ngồi bên kia là chị ơi cho em mượn cục gom xíu nha. Dạ, tại em mới đi làm nên em chưa có chuẩn bị. Đó, thí dụ vậy. Thì có cục gom mà các bạn, đúng không? Thì rất có thể người ta sẽ cho mượn, đơn giản mà, đúng không? Bởi vì tôi nói quan sát quan trọng lắm. Nếu mình xài cục gom đó mình thấy ồ cục gom này ngon xịn, thì bạn có thể khen luôn trực tiếp cục gom đó. Bạn hỏi ủa chị, cái tẩy này chị mua ở đâu vậy? Trời, cái này tẩy ngon quá chị, sạch ghê. Đương nhiên là bạn phải thấy như vậy bạn mới nói nha, còn không thì thôi đừng có giả tạo nhé. Và sau khi mà mượn xong thì mình biết điều, mình mượn xong mình trả liền, mình cảm ơn. Đó là thiết lập mối quan hệ. Và thường là từ cái mồi mình nhờ nhỏ nhỏ như vậy, họ sẽ hỏi mình sẽ trả lời họ đó, mình cứ tương tác qua lại. Đấy, dễ nói chuyện dữ nữa. Đó là nhờ về cái mặt mà vật dụng, về mặt vật chất, đúng không? Mình hoàn toàn có thể nhờ về mặt thông tin cũng được. Mình hỏi một ai đó ở trong công ty, sát bên cũng được, đối diện cũng được. Anh ơi, anh cho em hỏi công ty của mình mỗi ngày làm có phải báo cáo công việc không anh? Thì người ta sẽ trả lời. Và thế là
Trời ơi, tôi nói kết bạn làm quen nó dễ lắm, và hãy lấy cái hiệu ứng Benjamin Franklin mở đầu cái việc kết thân bằng việc nhờ một cái gì đó nhỏ nhỏ. Kết bạn như vậy nó hiệu quả lắm nha. Và từ đó về sau á, người ta cởi mở với mình. Nên cái hành động nhờ nhỏ nhỏ này các bạn phải nhớ đó là hành động mở cửa trái tim đó nha. Và nhớ, tôi nhắc lại một lần nữa, nhờ cái nhỏ nhỏ thôi, đừng có nhờ cái to quá nó nặng nề nha. Và cái cách này áp dụng được cho cái người mới gặp hoặc cái người đã gặp rồi lâu năm mà chưa thân nha. Đương nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, các bạn sẽ có những trường hợp bạn xài cái cách này mà nó không hiệu quả, tại vì thực ra con người phức tạp và giao tiếp cũng phức tạp. Thành ra tôi có cả một cái series bài giảng miễn phí về giao tiếp ha, các bạn có thể kiểm tra ở cái mục comment đầu tiên của cái bài này. Tôi để tất cả những cái bài giảng về giao tiếp của tôi cho các bạn tham khảo nha. Còn bây giờ hãy nhớ tổng kết lại cái thứ hai, đó là hãy biết áp dụng hiệu ứng Benjamin Franklin, lựa cái gì đó thật dễ và nhờ vả, thì đó là cái cách để mở cánh cửa tâm hồn và kết bạn đấy nha. Rồi, đây là cách thứ ba để có thể tạo ra niềm vui mỗi ngày, niềm hạnh phúc mỗi ngày, sâu sắc và bền vững. Đó là cái gì? Tên của nó có 4 chữ. Đó là hưởng thụ chủ động. À, hưởng thụ chủ động, để tôi giải thích. Bây giờ tôi hỏi các bạn nè. Khi ăn, các bạn có thấy vui không? Có thấy hạnh phúc không? Đặc biệt là khi ăn ngon. Tôi nghĩ chắc là có ha. Ai trong chúng ta cũng khoái ăn hết. Gọi là ai trong chúng ta thì không phải, nhưng đa số chúng ta rất là khoái ăn ngon ha. Vậy thì ăn khá là hạnh phúc á. Nhưng mà bây giờ tôi muốn các bạn trải nghiệm một cái hoàn cảnh như thế này. Các bạn có bao giờ trải qua một cái câu chuyện kiểu như thế này chưa? Có một nhóm bạn tụ họp lại cùng nhau và nấu ăn. Đứa thì đi chợ, đứa thì lặt rau, đứa thì nấu ăn, đứa thì nêm nếm. Đúng không? Và sau đó khi mà món ăn nấu xong á, thì cả đám cùng nhau ngồi lại với nhau để ăn. Tôi hỏi các bạn nè, các bạn thấy bữa ăn đó như thế nào? Và đây là kinh nghiệm của tôi nè. Tôi đã từng trải qua những bữa ăn kiểu như thế. Và tôi nói các bạn nghe, tới tận bây giờ trong tâm trí của tôi nó vẫn còn hạnh phúc, nó vẫn còn vui, nó vẫn còn sống động lắm. Và những bữa ăn này nó tạo ra cho tôi một cái cảm giác rất là vui các bạn, vui lâu, vui dài, vui hạnh phúc lắm. Và tôi gọi cái kiểu ăn như thế này là hưởng thụ chủ động. Hưởng thụ chủ động là gì? Có nghĩa là chúng ta vẫn hưởng thụ đấy, vẫn ăn ngon, vẫn sướng đấy. Nhưng mình bỏ công, bỏ sức vào cái sự hưởng thụ đó. Và các bạn tin tôi đi, hưởng thụ chủ động nó vui sướng và nó hạnh phúc hơn hưởng thụ thụ động gấp trăm, gấp ngàn lần. Tôi nói thiệt, dĩ nhiên bản thân các bạn phải thích cái hoạt động đó nha. Cái điều này chỉ đúng nếu các bạn thích nấu ăn. Còn nếu mà bạn không thích thì khó mà các bạn hưởng thụ được lắm. Vậy thì mấu chốt của cái phương pháp số 3 này, đó là bạn thích cái gì, hãy học về nó. Và sau đó hãy làm cái điều bạn thích đó. Và nếu làm cùng người khác thì càng hay. Và chắc chắn một điều thần kỳ sẽ xảy ra. Cái mức độ hạnh phúc của các bạn khi hưởng thụ chủ động, nó sẽ vượt trội so với hầu hết những người khác. Sẽ vượt trội luôn các bạn. Cái điều này nó cũng tương tự với việc các bạn nghe nhạc. Bạn bật một bài hát hay lên các bạn nghe, tức là bạn đang thưởng thức, đang hưởng thụ nó đó. Bạn vui không? Vui. Nhưng mà có một cái điều này nè, chắc bạn chỉ vui 1 hoặc là 10 thôi. Nhưng nếu bạn có thể chơi bài hát đó, có thể đánh đàn bài hát đó, thì biết đâu đấy bạn vui tới 100. Nó cũng tương tự với việc bạn nghe người khác hát, bạn vui 1. Nhưng bạn hát bài hát đó, bạn feel theo nó, biết đâu đấy bạn hạnh phúc được tới 100. Dĩ nhiên với điều kiện là bạn phải thích nó, đúng không? Cái này là câu chuyện thật nè. Tôi đã từng thấy những người tuyệt vọng, phải gọi là tuyệt vọng lắm luôn á. Họ tuyệt vọng vô cùng luôn, cho tới khi họ cầm cái cây đàn lên và họ nghêu ngao các bạn. Thì hỡi ôi, những người nào mà không chơi đàn, không chơi nhạc cụ thì chắc là không hiểu cái cảm giác này đâu. Nhưng mà tôi nói các bạn nghe nè, trong cái hoàn cảnh đó đó, cái người mà cầm cây đàn lên chơi á, họ có khả năng dịch chuyển được cái nỗi buồn của họ thành cái sự thăng hoa. Các bạn thấy dã man không? Chuyển nỗi buồn thành sự thăng hoa. Và lý do của sự chuyển dịch đó là gì? Là hưởng thụ chủ động đó các bạn. Âm nhạc mà được hưởng thụ chủ động thì còn gì bằng. Bạn yêu âm nhạc nhưng bạn trực tiếp tạo ra âm nhạc thì bạn vui gấp 1000 lần luôn, tôi nói thiệt. Hưởng thụ chủ động nó quan trọng lắm. Và nó cũng giống như một cái sự việc khác. Bạn ăn một cái trái cà chua mà mua ở ngoài chợ về, không bao giờ nó ngon bằng một trái cà chua do bạn tự trồng. Thiệt luôn. Cái bình hoa bạn mua ở ngoài cửa hàng hoa tươi, bạn nhìn nó cũng không đẹp bằng một cái bình hoa do chính tay bạn chăm sóc, chính tay bạn trồng từ nhỏ tới lớn. Thiệt sự luôn. Hưởng thụ chủ động lúc nào nó cũng ăn đứt hưởng thụ thụ động. Nên làm ơn nhớ nha, bạn thích cái gì hoặc bạn có vẻ thích cái gì, hãy học về nó đi, hãy làm về nó đi, hãy trải nghiệm nó đi. Làm cùng người khác thì càng vui, còn nếu không có người khác thì làm một mình cũng được. Chỉ cần làm cái bạn thích một cách chủ động
thì mức độ hạnh phúc của các bạn khi đạt được cái thành quả hưởng thụ chủ động á, sẽ cực kỳ vui. Tôi nói thiệt nha. Đó là cách thứ 3 của cái bài ngày hôm nay. Rồi, đây là cách thứ 4 để có thể tạo ra niềm vui và niềm hạnh phúc hàng ngày. Cách thứ 4 này là gì? Hãy biết lấp đầy mạng xã hội của bạn bằng niềm vui và sự tích cực. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi lên mạng á, thì làm sao làm? Miễn là đập vô mắt bạn chỉ toàn là vui và vui và vui và hạnh phúc và hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi. Mọi thứ độc hại đều bị loại bỏ đi. Nếu bạn làm được chuyện đó thì quá tuyệt vời, không nói nhiều. Và để làm được việc này, chúng ta sẽ cần hai bước nhỏ các bạn. Hai bước nhỏ thôi, không có gì phức tạp hết. Cái bước nhỏ thứ nhất là gì? Chúng ta chỉ follow hoặc là subscribe những cái page trên Facebook hoặc những cái kênh trên YouTube về những cái nội dung vui vẻ và tích cực mà thôi. Đừng có like, follow hay là subscribe những cái kênh độc hại. Bỏ hết. Đó là bước nhỏ số 1. Bước nhỏ số 2 là gì? Đó là sau khi mà follow, subscribe những cái kênh chất lượng rồi đó, hãy dạy cho Facebook và YouTube một bài học. Làm sao? Thưa quý vị và các bạn có biết là cái thuật toán của Facebook và YouTube á, có một cái điểm chung là cái chỗ này. Bạn xem cái gì nhiều á, thì nó sẽ đề xuất cái đó full trang chủ của các bạn luôn. Nha, trên trang chủ của các bạn hiện những thứ mà các bạn xem nhiều nhất về những chủ đề tương tự như thế, đúng không? Vậy thì chúng ta lợi dụng cái thuật toán này. Chúng ta sẽ dạy cho Facebook và YouTube cái cách đề xuất cái nội dung cho đúng với nhu cầu tích cực của chúng ta. Chúng ta dạy bằng cách nào? Ví dụ YouTube đi, đúng không? Tôi bật cái video mình thích lên. Cái video về cái chủ đề mình thích tôi bật lên. Tôi bật đi bật lại, tôi bật nhiều video tương tự. Và tôi cứ để đó cả tiếng đồng hồ luôn á. Mỗi ngày tôi bật một chút. Và thưa các bạn, tầm 3 ngày thôi, đảm bảo YouTube của các bạn ngập tràn những cái video về chủ đề tích cực mà các bạn thích. Đó là bạn dạy YouTube. Còn trên Facebook cũng vậy thôi. Bạn chủ động, bạn mò vô những cái fanpage mà bạn yêu thích. Rồi bạn tương tác, bạn like, bạn comment, bạn xem đi xem lại. Bạn chủ động, bạn search cái page đó. Thì cũng chỉ vài ngày thôi. Cái new feed của các bạn, cái trang chủ Facebook của các bạn toàn là những cái nội dung tích cực. Đó là cách mình dạy đó. Nha, đó là hai bước. Thế là thành quả của chúng ta là một thành quả ngọt ngào. Mạng xã hội của chúng ta toàn là niềm vui, toàn là điều tích cực, toàn là điều sạch sẽ. Quá tuyệt vời. Và lúc đó chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm, chúng ta lên mạng cái là vui liền. Chứ không còn lên mạng mà bị sân si, bị đau khổ, bị mất tự tin, bị chán đời nữa. Thiệt, cái cách này rất dễ nha, cố gắng. Rồi, mến chào các bạn. Đây là cách thứ 5, cái cách cuối cùng trong cái bài ngày hôm nay về việc làm như thế nào để có thể mỗi ngày có ít nhất một niềm vui, một sự hạnh phúc sâu sắc và bền vững. Cái cách này tôi để cuối cùng tại vì rất có thể nó sẽ là cái trùm cuối. Nó có thể quyết định bạn có hạnh phúc hay không, kể cả trong những thời khắc có vẻ khó khăn. Khó khăn nhưng vẫn cảm thấy vững chãi, ổn định và không suy sụp là nhờ cái này nè. Vậy thì nó là cái gì? Từ từ để tôi giải thích ha. Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện vui lắm. Có một cái kiểu comment, một cái kiểu email mà tôi hay nhận được từ khán thính giả đó các bạn. Nội dung nó đại khái như thế này. Sao thấy dạo này video của web 5 ngày, cái view nó tuột quá trời. Tại sao mà admin á, làm video hoài vậy? Có thấy buồn không? Tuột view quá trời nè, đó đại khái như vậy. Có những cái comment thì mang tính khích lệ nhưng mà cũng có nhiều comment mang tính mỉa mai. Thì tôi hỏi các bạn á, một cách thực sự nha, các bạn có nghĩ là tôi buồn khi mà cái view nó tuột không? Để tôi trả lời luôn cho các bạn nha. Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ. Tại vì tôi có một cái thủ thuật các bạn. Cái thủ thuật đó tôi gọi là so sánh khôn. Nếu cái này á, các bạn làm thành thạo, các bạn sẽ không buồn khi mà các bạn có vẻ chững lại hay là thụt lùi trong hiện tại. Thực ra các bạn nó nói cũng đúng. Có một vài video nó tuột các bạn. Nhưng mà cũng có một vài video nó cũng tăng dữ lắm. Các bạn có thể thấy ở trên màn hình một cái video 3 tháng trước mà có 1 triệu view à. Tức là những cái video mà gọi là hit vẫn có thôi. Nhưng mà thôi, mình không nói tới câu chuyện đó. Mình chỉ nói tới cái kỹ thuật là so sánh khôn. So sánh khôn là gì? Ở trên máy tính của tôi á, tôi còn giữ lại hai thứ. Thứ nhất là cái nhật ký về một cái giai đoạn mà các bạn biết không, tôi vui dã man luôn á. Khi mà tôi có 100 view đầu tiên. Trời ơi, lúc đó tôi vui lắm các bạn. Và tôi lưu lại cái khoảnh khắc đó. Các bạn biết là chủ đề giáo dục mà thời kỳ đầu mà đâu ai làm đâu. Và tôi phải mất mấy tháng trời mới có được 100 view đầu tiên. Nên nó vui lắm. Và tôi lưu lại cái khoảnh khắc đó trong nhật ký các bạn. Và các bạn có biết không? Thỉnh thoảng
tôi vẫn lấy nhật ký ra, tôi xem lại những cái dòng mà tôi viết, những cái cột mốc mà tôi đã từng lưu lại, trong đó có cái cột mốc là được 100 view đầu tiên. Trời ơi, nó vui lắm các bạn ơi. Và tôi kể cho các bạn nghe đó, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác đó. Tại vì tôi thường xuyên tôi xem lại nhật ký của mình. Thì bây giờ so sánh khôn là vậy nè, các bạn nghĩ mà xem. Tôi đã từng rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà có 100 view. Thì hà cớ gì tôi phải buồn nếu mà tôi có 100.000 view. Chả có gì phải buồn cả. No. Và cái này không phải tôi giả trân đâu. Tận trong trái tim của tôi thấy chả có gì phải buồn cả. Và tôi nhìn mọi thứ nó rất là công bằng. Có những video của tôi nó hơi tuột tuột, nhưng mà có những video view của nó rất mạnh. Và cho dù hiện tại nó tăng hay nó tuột thì nó vẫn ngon lành hơn rất nhiều so với cái hồi 100 view. Mình đã vui vì 100 view, tự nhiên giờ mình buồn vì 100.000 view. Thì các bạn thấy giống thư điên không? Mà đó chỉ là một cái mà tôi lưu lại thôi nha. Còn những cái tấm hình đó, tôi chụp màn hình đó, về những video đầu tiên đó, tôi chụp tôi lưu lại. Để mà tôi có cái bằng chứng từng cái cột mốc tôi đi qua, tôi lưu lại hết. Nên là tôi lấy những cái đó và tôi so sánh với hiện tại. Thì hiện tại lúc nào cũng hơn cả, chả có gì phải buồn. Đó là so sánh khôn đó. Thành ra có một cái mẹo mà các bạn cần nhớ. Cuộc đời các bạn đi qua cái mốc nào các bạn ghi lại cho tôi. Lưu lại cho tôi. Ghi trong nhật ký cũng được, chụp hình lại cũng được, quay video cũng được. Và thường xuyên xem lại những cái đó. Thì khi mà đụng chuyện này chuyện nọ đó, bạn có cái để bạn so sánh, thì bạn sẽ không bao giờ suy sụp hoặc là buồn. Nếu hiện tại có vẻ bạn hơi đi xuống, nó vẫn vui, vẫn hạnh phúc. Thực sự, tôi nói thiệt các bạn, gần đây cũng có nhiều cái chuyện, những cái quyết định sai mà có thể mình mất tiền trong lĩnh vực A, lĩnh vực B gì đó. Nhưng mà đối với tôi chả có gì phải buồn cả. Tôi xem đó như một bài học, một kinh nghiệm sâu sắc, nhưng tôi không buồn. Tại vì cũng là những cái cột mốc mà tôi lưu lại. Và tôi thường xuyên xem lại những cột mốc mà tôi ghi vô nhật ký. Thì các bạn có biết không, có những ngày tôi đã ăn mừng vì tôi kiếm đủ tiền để đóng tiền nhà trọ. Trong quá khứ đó, hồi đó đó, có những ngày mà gần sát cái hạn đóng tiền nhà trọ, hồi tôi còn nghèo và tôi không có đủ tiền. Và tôi ráng tôi xoay sở, cuối cùng tôi đủ tiền đóng nhà trọ. Trời, tôi vui lắm các bạn. Cái khoảnh khắc đó tôi vui lắm. Mà mình vui thì mình phải lưu lại. Thế là tôi có một cái cơ sở để tôi nhớ. Sau này bất kỳ cái sự vấp váp nào trên cuộc đời này, tôi chơi cái trò so sánh khôn liền. Hiện tại vẫn ngon hơn hồi đó nhiều. Mà hồi đó đủ tiền đóng tiền nhà trọ thôi là đã vui quá trời rồi, bây giờ thứ điên hay sao mà phải buồn khi mà tốt hơn 1.000 lần. Thế thì chả có gì phải buồn, thậm chí phải vui nữa. Và giữ cái tinh thần đó, mình lại có nhiều cái thành tựu hơn, mình lại có cái nhiều cái thắng lợi hơn, quá tuyệt vời, đúng không? Tôi để ý những cái người hay quên lại là những người rất khổ. Tôi nói thiệt, những người hay quên dễ khổ lắm. Cái điều mà ngày xưa bạn từng ước mơ, bây giờ bạn có rồi mà bạn vẫn khổ. Thậm chí bây giờ bạn tốt hơn hồi xưa 1.000 lần mà bạn vẫn khổ là do bạn hay quên. Thì bạn đừng quên như vậy nữa. Những cái cột mốc bạn nên lưu lại và thường xuyên xem lại những cột mốc như thế. Thì tôi đảm bảo với các bạn, cái sức mạnh tinh thần của các bạn rất mạnh và cái niềm vui của các bạn vẫn xuất hiện nếu hiện tại bạn có vẻ hơi đi xuống. Tại vì cuộc sống con người mà các bạn, có lên phải có xuống, nhưng mà xuống rồi sẽ lên lại. Bình thường, nếu mà cái tinh thần các bạn thoải mái, bạn vui vẻ, cỡ nào bạn cũng lên lại được. Tôi nói thiệt. Nên nha, làm ơn nhớ cái này, quan trọng lắm đó. Rồi, hello các bạn. Như vậy là tôi đã vừa mang tới cho các bạn 5 cái cách để tạo ra niềm vui mỗi ngày, tạo ra hạnh phúc mỗi ngày, những cái kiểu niềm vui và hạnh phúc sâu sắc, đúng không? Và tôi hy vọng tất cả 5 cái này sẽ đều giúp các bạn không ít thì nhiều. Từng thời điểm, hy vọng sẽ có một cái cách trong 5 cách này làm cho các bạn vui tươi, làm cho các bạn hạnh phúc. Và mỗi ngày mình có một niềm vui, kể cả niềm vui nhỏ nhỏ thôi là quá vui rồi, đúng không? Nha. Và như một cái cách để ôn lại cái bài này cho nó thấm vô đầu của các bạn thật là vững chắc á, thì các bạn hoàn toàn có thể tạm dừng cái video này lại. Và các bạn thử nhớ 5 điều mà các bạn vừa mới được học á. Các bạn xuống cái một comment, các bạn viết ra điều thứ nhất, điều thứ hai, điều thứ ba, điều thứ tư, điều thứ năm là gì. Cái việc viết ra là một cách để các bạn ôn lại đó. Và như tôi đã nói rất nhiều lần, YouTube thường ưu tiên cái comment hiển thị của chính cái người chủ của cái tài khoản đó. Ví dụ bạn comment trên cái video của tôi đi, thì một lần nào đó vô tình trong tương lai bạn vào video tôi bạn xem lại á, thì comment của các bạn thường hay nằm trên cái top đầu lắm. Thì lúc đó bạn đọc lại chính cái comment của mình, thì đó lại là thêm một cách để ôn lại tiếp nha. Nên các bạn có thể dừng video này lại để thử nhớ lại nội dung và comment ha. Và một cái nữa, giống như tôi đã nói lúc nãy, chúng ta có cái nút lưu và nút tải về cái video này để các bạn có thể xem lại khi cần nha. Tại vì mình xem qua một lần mình khó mà nhớ 100% lắm, thì khi mình cần xem lại mình sẽ có cái để xem lại nha. Nút lưu và nút tải về. Rồi, ok. Như vậy là cái bài kỳ này tôi xin phép được dừng lại tại đây các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều
đã bỏ thời gian ra và cùng kết nối cảm xúc và tri thức với tôi thông qua cái bài này. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều điều tốt đẹp và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau các bạn ha.